chương trình này được bảo trợ bởi chin và kim Thu cherry nơi duy nhất bán vàng bốn số chín có hình bản đồ việt nam bảy và bảy ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm happy Juicy, chuyên bán cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại mỹ bảy và bảy Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 18009908319princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Xin quan Thái Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình cà phê sáng của Lý Sài Gòn TV. Xin chào bác Thái. Kính chào quý khán giả và chào cô Ngọc Lan. Hôm nay thấy bác Thái là thấy thứ sáu rồi và xin được nhắc một lần nữa là Lý Sài Gòn TV ngoài quý vị có thể xem ở trên TV quanh vùng này là đài 56.10. Hiện bây giờ chúng tôi đã có trực tiếp ở trên băng tầng ở Houston, Texas là 27.6 và ở San Jose, San Jose thì cách đây cũng gần cả uh, gần một năm rồi. Yeah. Uh, đó là 16.11 Còn Houston, Texas là mới đây là 27.6 Đó là quý vị coi trực tiếp ở trên uh, đài TV Ngoài ra thì dĩ nhiên quý vị vẫn có thể tiếp tục xem live Ở trên uh, Youtube uh, Lido Sài Gòn TV Official Và ở trên Facebook là Lido Sài Gòn TV tin tức thì đó là một số cái cách để chúng tôi gửi toàn bộ những cái tin tức mà anh em chúng tôi thực hiện gửi đến quý vị không chỉ xem có thể trực tiếp ở local ở những cái tiểu bang mà có đài tivi mà có thể xem ở khắp nơi trên thế giới qua hệ thống online à, bác thái hôm nay có gì vui à, có một chút tin liên quan đến cái thị trường lao động đó ừ. à, vui một tí thôi vui một người tí vì thôi tháng 3 <laughs> cái số người mà thất nghiệp tỷ lệ giảm xuống còn 3.5%. phần trăm không nhiều lắm. cái thị trường nhân dụng của nước Mỹ thì thâu được 236.000 người công an việc làm mới. Nhưng mà đó không phải là mục tiêu của các nhà làm kinh tế và đặc biệt là của chính phủ Tổng thống Joe Biden. Ông Joe Biden muốn rằng cái số người mà đi làm nhiều hơn. Vì lý do của Ngọc Lan biết nó có một cái tình trạng là sau gần 3 năm mà người ta uh, gọi là Covid ấy, ừ. cái, cái, cái quán tính lời có một phần phần thứ hai nữa nước Mỹ đặc biệt là nước Mỹ thôi cái sự trợ giúp một cách quá hào sảng của chính phủ đó khiến cho người ta cũng không có nhu cầu đi làm bây giờ vẫn còn những người bỏ cái số tiền mà chúng tôi để dành trong mấy năm vừa qua cũng đủ sống thêm thời gian nữa cho nên khoan cái đã khoan đi làm cái đã ừ. nhu cầu của việc làm thì có nhưng mà cái số người nộp đơn đi thì cũng cũng không nhiều yeah. bằng chứng là rất nhiều nhà hàng chúng tôi đi làm một cái vòng thử đề để, để mà hỏi hỏi các vị chủ nhân nhà hàng đó bảo ông ơi, bây giờ chúng tôi phải đi vô bếp hết à? Bởi vì nhân viên họ không chịu làm, họ đi về nhà bởi vì họ họ được hưởng một cái đời sống nó nhàn nhã hơn với số tiền mà chính phủ có thể trợ cấp một cách hào sảng đó Nhưng mà chắc có lẽ thời gian sắp tới thì cái số tiền nó cũng sẽ giảm đi rồi hoặc là chấm dứt để hy vọng là cái số người đi làm trở lại dạ. Uh, nói đến cái chuyện mà nhiều người người ta bắt đầu là cái thời mà Covid-19 mình nhận tiền quá nhiều xong rồi nhiều người Cái đó nó làm thay đổi, phải nói là Covid-19 nó làm thay đổi rất là nhiều cái thói quen trong đời sống Cái chuyện mà đi làm, uh, người ta không muốn đi đến uh, sở làm nữa, người ta muốn ở nhà làm việc uh, À, qua qua mạng qua online bởi vì nó sẽ đỡ tốn kém cái thời gian ví dụ như nếu mà đi đó mình phải chuẩn bị rồi quần áo rồi chạy xe còn trong khi ở nhà thí dụ như vậy thì mình phải thức dậy à, trước cái giờ đi làm ít nhất là một tiếng đồng hồ À, trong khi mà làm online thì chỉ cần thức dậy trước đó có năm mười phút cũng đủ rồi chỉ rửa cái mặt ngồi làm việc mà lót in vô là xong mặt đó là bởi vì cái computer Đúng. nó đâu có nó đâu có <laughs> yeah, nó, nó nó tiện lợi nhiều cho nên à, sau đó người ta thay đổi ví dụ như là mình sẽ đi làm có người á, thì ba tuần ở sở hai tuần ở ở nhà nó thay đổi nhiều lắm quý vị Um, rồi uh, nói đến cái dịch Covid-19 vừa qua Thì uh, bác Thái cũng nói đó Cái tâm lý mà bắt đầu lười biến Nhưng mà nhìn lại Dẫu sao ở Mỹ nó vẫn đỡ hơn rất nhiều So với lại ở Việt Nam Đến bây giờ mới có những người đó Dịch Covid-19 coi như người ta coi như đã qua rồi Mà những người mà bắt đầu được nhận Những cái tiền hỗ trợ của chính phủ Việt Nam đó Bây giờ mới bắt đầu đang được tiếp tục nữa Mà cũng còn chưa có đủ Nhưng mà trong những ngày qua thì người ta bắt đầu lại tung lên phanh phui những cái số tiền mà bọn uh, quan chức đã nhận trong cái chuyện chuyến bay giải cứu nó làm cho người ta phẫn nộ phải nói là phẫn nộ những người uh, ở trong nước đó bắt đầu bây giờ họ coi cái lúc đó cái câu mà hay được nói lên là ngạo nghễ việt nam đó ừ. à, chính phủ việt nam đã đi vào từng cái ngõ ngách để mà mang người việt nam ở khắp thế giới trở về trên những chuyến bay nhân đạo bây giờ người ta coi nó ăn hối lộ như thế nào từ Kiên trên khủng. xuống ừ. cái con số tiền nó quá là khủng khiếp rồi khi mà những cái đám đó bị bắt thì bắt đầu đến những cái quan chức mà chuẩn bị mà hỏi tội à, vạch tội những kẻ đó thì nó lại nhận hối lộ để mà nó không có ờ à, giống như là gọi là chạy án cho những kẻ này thì bây giờ những người dân Việt Nam ở trong nước những người mà vào cái thời dịch đó họ nói họ đã phải lén đi để đưa thức ăn đến từng gia đình như thế nào họ phải trốn tránh những cái đội dân phòng công an mà nó đưa ra nó trận đầy đường để mà nó hạch sách người ta đó họ phải đưa đến cho những người dân làm sao chạy từng đồng kiếm từng đồng như thế nào mà trong cái khi đó cái bọn ăn trên ngồi tróc này nó ăn có nghĩa là ăn bất kể mà lúc đó cứ là ngạo nghễ Việt Nam, ngạo nghễ Việt Nam, ờ, quan chức này đã lặn lội ngày đêm đi như thế nào để thăm dân vân vân, cho nên nó gây nên một cái sự phẫn uất. Nhưng mà có một cái câu hỏi người ta đặt ra mà không biết bác thấy thì có cái câu trả lời không? Bởi vì khán giả của mình đặt ra rất là nhiều. Nói bây giờ thu lại được cái tiền đó đó, cái tiền mà ăn hối lộ của cái thời mà chuyến bay giải cứu đó, khoan nói đến cái chuyện mà Việt Á hay là chuyện xét nghiệm thì người dân có nhận lại được cái tiền đó hay không? Đó là câu hỏi. Tại vì lúc đó quý vị biết, uh, những người quen biết mình cũng có, đúng không? Uh, một cái chuyến bay, cái lúc đầu nó là chỉ trả tiền máy bay thôi. Nhưng mà sau đó, đó cái tiền vé máy bay từ Mỹ về Việt Nam one way mà trả có người trả 50 ngàn đô. 50 ngàn đô la, bây giờ lấy lại ở đâu? Trong khi cái bọn này, người thì ăn 2 triệu đô, người thì một triệu rưỡi đô, người thì Mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, nhưng mà tiền của người dân bỏ ra, người thì ít thì 10 ngàn, người thì 20 ngàn, người thì 50 ngàn, thậm chí có thể hơn nữa. Thì bây giờ người ta lấy lại cái tiền đó từ đâu đấy? Chắc là khó đấy, người bắt thác lên hỏi ông trời, đó là... Yeah. là lấy tiền để tặng cho phụ nữ. Nhưng mà đối với đảng Cộng sản Việt Nam, hay bất kỳ đảng Cộng sản nào độc tài trên thế giới, đó, họ đã nắm tiền, họ không muốn trả đâu nhưng mà thưa quý vị nói về cái sự hào sảng của nước Mỹ, cố ông Lan biết đây là cái chuyện riêng tư của tôi nhưng mà tôi tôi muốn được chia sẻ với quý khán giả đó để thấy là cái 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 trong thời đại dịch chính phủ Mỹ họ hào sảng như thế nào. Thưa quý khán giả, đúng lúc đại dịch là lúc mà tôi đã chính thức nghỉ hưu. Nghỉ hưu có nghĩa là tôi viết đơn cho cái cơ sở tôi làm việc, tôi bảo tôi nghỉ hưu chứ không có phải là uh, bị lay off vì vấn đề uh, đại dịch khó khăn gì cả. Về nhà tự dưng một hôm thấy trong uh, cái thùng thư của mình có một cái thư. Và bảo là nếu ông thuộc thành phần này thì ông sẽ được hưởng một số tiền do chính phủ trợ cấp. Họ viết như thế này nè. Hoặc là quý vị tự ý nghỉ. Hai là quý vị nghỉ trong giai đoạn đại dịch thì quý vị eligible to apply. Tức là có tiêu chuẩn để mà nộp đơn á. Mới đầu hôm nộp. Hai lần họ gửi kế tiếp nữa. Thì tôi bảo why not? Bởi vì mình cũng đang ở nhà không làm gì hết. Tôi nộp cái đơn ạ. Sau đó, một tháng sau thì tôi nhận được một cái check Đâu ngàn mấy, ngàn ba, ngàn tư gì Được ba lần Rồi một hôm họ mới viết cho tôi một cái thư Họ bảo là ông phải nộp tất cả mọi giấy tờ Bởi vì ông đã vi phạm vào vấn đề luật lao động ừ. Tôi mới có viết lên cho sở lao động Tôi bảo tôi không có xin đâu Quý vị viết thư về rõ ràng tên tôi, địa chỉ nhà tôi Và nói tôi nộp đi Và bây giờ quý vị phạt tôi Được, tôi rất là song phẳng Tôi sẽ nộp lại cái số tiền đó. Nhưng mà bây giờ tôi tiêu hết rồi. Thì cho tôi trả mỗi một tháng như vậy là 500 đồng. Cho tới hết ba ngàn mấy thì thôi. Tôi viết cái thư rất đàng hoàng. Một hôm tôi nhận được một cái thư của tòa án Santa Ana. Họ bảo là tôi phạm một lỗi lầm là tôi không có IDmi tôi có biết cái chữ id me không? Ừ. Vâng. Chúng ta sắp hết giờ. Sau cái phần uh, mời quý khán giả theo dõi một số thông tin thương mại đó. Tôi giải thích về cái IDMI để cho thấy rằng bên này mình rất cẩn thận. Bởi vì mình không để ý một cái computer mà nó gửi cho mình một cái email hoặc một cái thư mà họ đề mình IDMI đó, mình bị phiền ghê lắm. Thì tôi xin hầu khán giả, IDMI là gì sau phần thông tin thương mại.